Sau đây là bản tin bất động sản số 171 từ BHS Group. 1. Lãi suất ngân hàng 12 tháng lên tới 10,5%, chọn ngân hàng nào để gửi tiền? Ghi nhận phóng viên lao động tại hơn 20 ngân hàng, lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân dao động từ 4,2 đến 10,5% tùy từng điều kiện. Trong khi đó, nhóm các ngân hàng như Agribank, Vietinbank lãi suất ở mức 4,3%. 2. Hà Nội giảm thời gian xin cấp phép xây dựng còn 15 ngày. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa hai thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong đó, thủ tục phê duyệt điều chỉnh dự án, quyết định đầu tư xây dựng công trình giảm thời gian thực hiện từ 19 xuống 15 ngày làm việc. 3. Hà Nội dừng dự án cao ốc trên đường Lê Văn Lương. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đã chỉ đạo dừng thực hiện quyết định chủ trương đầu tư dự án công trình hỗn hợp dịch vụ công cộng và nhà ở tại ô đất N14, N15 đường Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy. 4. Một quận ở Hà Nội có đất trúng đấu giá hơn 283 triệu đồng một mét vuông. Phiên đấu giá quyền sử dụng 14 thửa đất ở tại quận Cầu Giấy xuất hiện nhà đầu tư đưa ra mức giá hơn 43 tỷ đồng để sở hữu lô đất hơn 100 mét vuông, trong đó mức trúng đấu giá cao nhất hơn 282 triệu đồng một mét vuông. 5. Trình Thủ tướng chủ trương đầu tư siêu dự án tổ hợp casino 2,1 tỷ đô la Mỹ tại Vân Đồn. Mục tiêu đầu tư casino Vân Đồn nhằm tạo lập một khu nghỉ dưỡng, giải trí có thưởng cao cấp, tổ chức sự kiện đẳng cấp quốc tế, là điểm đến hấp dẫn của thế giới với các hoạt động chính, kinh doanh hoạt động casino, kinh doanh bất động sản, dịch vụ du lịch, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, resort, tổ hợp trung tâm thương mại, cơ sở thể thao, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. 6. Quy hoạch Quảng Ngãi là trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia. Mục tiêu tổng quát của quy hoạch là Quảng Ngãi phấn đấu là tỉnh phát triển khá của cả nước, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước, nâng cao tính tự chủ và khả năng thích ứng với những biến động của nền kinh tế, tập trung phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. 7. Đà Nẵng cân nhắc làm hầm chui vượt sông Hàn. Theo phương án phát triển mạng lưới giao thông vận tải trong quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Đà Nẵng sẽ triển khai hàng loạt những dự án giao thông lớn và quan trọng, trong đó có công trình vượt sông Hàn. 8. Lập dự án mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương và Trung Lương, Mỹ Thuận. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải giao nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án 7 tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương và cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2025.